Mới đây, nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton đã tổ chức tiệc cưới 3 ngày cùng doanh nhân Catherium từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 tại nhiều địa điểm khắp nước Mỹ. Cả hai chính thức trao lời hẹn ước vào tối ngày 11 tháng 11 tại biệt thự 60 triệu USD của ông nội cô dâu. Nhiều người nổi tiếng cũng đã có mặt để chúc mừng cho cặp đôi. Paris Hilton và chồng công khai mối quan hệ hồi tháng 4 năm 2019 bằng bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Hilton viết, điều em yêu thích là cùng anh tạo ra những kỷ niệm đẹp. Em yêu việc được là của anh và biết rằng anh là của em. Trong một bài phỏng vấn với The People hồi tháng 9 năm 2020, Hilton nói Rium khiến cô liên tưởng đến cha mình, mang đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Nữ DJ cho biết luôn muốn tìm kiếm cho bản thân một mối tình đẹp như cha mẹ mình. Sau đêm hôn lễ, Paris Hilton đã viết trên trang blog cá nhân, tôi đã dặn anh ấy không được khóc vì tôi cũng sẽ không kìm được và làm hỏng phần kẻ mắt. Tất nhiên, anh ấy đã khóc nhưng tôi nghĩ chính mình là người rơi lệ trước. Đó như một khoảnh khắc của nàng lọ lem, khi tôi biết đã tìm được tình yêu đích thực. Paris Hilton sinh năm 1981, là cháu gái của ông chủ khách sạn Hilton. Từ tuổi thiếu niên, cô đã dấn thân vào làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên và ngôi sao truyền hình. Những năm trở lại đây, cô chuyển hướng sang làm DJ nhạc điện tử và kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm.